Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Xem Tử Vi của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo thì chắc chắn trong tháng 3 âm lịch con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cách cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để bước lên bục vinh quang. Sự thành công của con giáp này đã khiến cho biết bao nhiêu người phải ghen ghét đố kỵ, nhưng đương nhiên bên cạnh đó cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là những người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng, họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có nhất, thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần đấy ạ. Qua phần luận giải tử vi chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch sẽ phần nào giúp cho chúng ta hiểu được điều đó. Và đương nhiên, trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm nhâm dần 2022, trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Hợi tháng này đứng công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm, đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm nhiều bội thu, lợi lộc. Con giáp tuổi Hợi tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các gia chủ tuổi Hợi đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đề phòng trước những chuyến rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề, không đáng có. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý gia chủ tuổi Hợi sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn trong tháng này, tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã mang đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn so với đầu năm, khối lượng công việc ít, vì vậy bạn cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép, chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người tuổi Hợi trong tháng này không thực sự tốt. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển áp lực càng nhiều, chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Thời gian này gia chủ cũng cần phải chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu hay huyết áp không được ổn định.
Khi có những dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị kịp thời để chúng ta có thể tránh được những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các quý gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để Bát Bảo Tâm Kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý gia chủ tuổi Hợi khá tốt. Tháng này có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình có thêm người thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này gia đình êm ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát. Khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông, như vậy mới có thể tiến xa hơn. Đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Sự nghiệp của những người tuổi Ất Hợi tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe của nữ Ất Hợi tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Ất Hợi phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tháng này với người tuổi Quý Hợi vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ nên tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá trị, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận còn xấu, chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý, thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Hợi, trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy.
ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Hợi trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Chúc quý vị may mắn, bình an và có một ngày tốt lành.